Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ sáu thứ bảy hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng Vion. Có phải là sự thật không mẹ? Con xin mẹ hãy nói con biết đó có phải là sự thật không mẹ? Có phải là anh Hoàng, anh ấy đã chết rồi không mẹ? Minh Hoàng đã chết? Không phải, đó không thể nào là Minh Huy được, đó là anh Minh Hoàng mà. Nếu là Minh Huy thì mẹ phải phát hiện ra chứ. Mẹ đã phát hiện ra được, nhưng mà cũng là đã quá muộn. Tôi không giữ cái được đứa con của Minh Hoàng. Tôi không giữ được đứa con của Minh Hoàng. Minh Huy à, tôi hiểu. Tôi hiểu là bây giờ trong lòng anh đang như thế nào. Nhưng mà anh đừng tự trách mình như vậy nữa. Không phải tại anh đâu. Đứa bé bị dị tật bẩm sinh. Mà đã là dị tật bẩm sinh đó thì không ai biết được nguyên nhân hết. Anh với Nhã Lan đã cố gắng hết sức rồi mà. Đang thân à? Đừng có động vào người tôi. Cô có cần gì không? Để tôi đi mua cho. Tôi không cần anh quan tâm. Anh lấy tư cách gì quan tâm tôi chứ? Anh lấy vai trò gì mà xía vào chuyện của tôi? Anh là ai? Anh nghĩ anh là ai hả? Anh cũng chỉ là một kẻ lừa đảo khốn kiếp mà thôi. Tôi rất xin lỗi cô. Nhưng mà trong lúc này cô không thể tự lo được đâu. Khi anh đã cướp đi mạng sống của Minh Hoàng, rồi anh nghĩ tất cả mọi thứ đều là của anh hả? Nếu anh muốn quay lại với Nhã Lan thì anh quay lại với cô ấy đi là được mà. Cút khỏi mắt tôi đi. Tôi nói tôi không cần ai nữa rồi mà. Mẹ là con gái. Mẹ, con mất hết tất cả rồi. Con mất anh Hoàng, mất cả đứa bé rồi mẹ. Mẹ à,
Còn cô Minh Hoàng mất rồi. Cô xin lỗi mẹ. Con ước gì con chưa bao giờ tìm ra mẹ. Vì dù sao mẹ và Minh Hoàng cũng đã quen với cuộc sống mà không có con ở đây rồi. Và có lẽ Minh Hoàng nó đã được sống và nó đã hạnh phúc làm cha của đứa bé rồi. Nếu như con không xuất hiện đáng lẽ con không nên có mặt ở đây. Đáng lẽ con không nên rời khỏi làng trại. Sự xuất hiện của con ở đây chỉ là một sai lầm thôi. Và nó không đem lại hạnh phúc cho bất cứ ai hết. Con xin lỗi mẹ. Đan Thanh, tôi mất đứa bé rồi. Cô vào nhà đi. Cô đừng giả vờ quan tâm tôi nữa. Đã bao giờ cô thật sự lo cho đứa bé chưa hả? Cô nói sai rồi đó. Cô nói sai à? Chẳng phải cô không chấp nhận tôi yêu anh Hoàng còn gì? Cô phát điên khi nghe tôi có thai. Thậm chí cô còn giấu chuyện người yêu tôi đã chết để tôi đau khổ nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Đan Thanh à, cô đang nói chuyện vô lý. Vô lý hả? Chẳng phải hiện tại cô đang rất hạnh phúc hay sao? Vì tôi mất tất cả rồi. Thôi đi, cô đang mất bình tĩnh rồi đó. Ai cho phép cô đến đây? Mẹ, nếu tôi không nhầm thì đây là nhà của ba tôi đó. Là con gái của ông, tôi có quyền được ở đây. Bà nên làm quen dần với chuyện này đi. Hơn nữa, tôi có nhiều quyền hơn đó. Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ không làm như vậy. Chẳng lẽ mẹ chấp nhận cho con yêu nghiệt này đêm hôm đến đây ăn nói bừa bãi như vậy à? Cút! Hai người đợi đi, tôi sẽ còn quay lại đó. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi.